đã quan lâm vào đạo tràng, chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới Nhật Quỳnh lễ bái Tam Bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ vì hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội. Mong rằng phước này trợ duyên quý ngài, quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam Mô Bích Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến xâm đạt đạo quả giải thoát. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Và Nhật Quỳnh kính chào Quỳnh Kinh, mến chào Sài Gòn, lâu lắm mới gặp Sài Gòn nha. Mến chào Nguyên Như, kính chào Tầm Quý, kính chào Thăm Má Nanh Đá. Sài Gòn có khỏe không Sài Gòn? Mến chào Thi Lâm, mến chào Xích Thanh Hoàng, mến chào Xích Thiện Vũ, kính chào Cá Rút Ná, kính chào Tâm Hạnh, mến chào Xích Kim Nhung, mến chào Xích Trần Đạo. Và một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Nhục Bình kính chào đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính mời Quỳnh Kinh đăng đàn để điều hợp chương trình học ngày hôm nay. Dạ, Quỳnh Kinh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, sa thú đành thay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học vì diệu pháp được an vui tiết quá. Dạ, kính mời Quỳnh. Dạ, cảm ơn Sài Gòn rất là nhiều. Nam mô Bồ Tát, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Kính lễ chư tôn đức tăng trong room, thân chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta học tiếp tục về bài cõi. Thì trước chúng ta học tới cõi cõi người, bây giờ tới học tới sáu cõi trời dục giới. Thì cái thứ thì trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savakasangho sanghang namami samma sambuddhamattulang Sattham Agamunuttamang Vivadiyapasang Apithammatasang. Nam mô Bồ Tát Giác, Nam mô Tài Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Trước khi vào bài học chính thức thì mà mời cô Nhật Quỳnh post cái bài Bali lên đó, mời tất cả các bạn lên cùng nhau đọc Bali cho chúng ta tạo ra được nhiều phước báo. Nam mô. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ, không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của Meta không? Dạ, cảm ơn quý vị cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ngài Thí Đức, con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang cùng chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Con kính chào Thầy Kinh. Và sau hết con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con cũng xin đọc bài Phù Mỹ Cõi Tát Tha A Bà Gia Phù Mỹ Ca Má Su Ga Tí Phù Mỹ Rù Bà Quá Chá Ra Phù Mỹ A Rù Bà Quá Chá Ra Phù Mỹ Chà Tí Chá Tát Sô Phù mi yo na ma ta su ni ra yo ti rak cha na yo ni bet ti vi sa yo a su rak ka yo cha ti a ba ya phù mi chát túc bi tha hồ ti.
Chị Meta ơi, đạo tràng không còn nghe được âm thanh của chị nữa. Kính mời chị cầm mic trở lại à. Dạ, cảm ơn thiện vụ. Dạ, xin đạo tràng thông cảm, nó rớt mic mà Meta không hay. Bây giờ không biết đạo tràng có nghe trở lại được chưa? Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết nghe lại được rồi. Vậy thì Meta xin đọc. Bốn cảnh giới sinh tồn là: một, cảnh bất hạnh; hai, cảnh hữu phúc của dục giới; ba, cảnh sắc giới; bốn, cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là: cảnh khổ, địa ngục; cảnh thú, bàn sanh; cảnh ngạ quỷ và cảnh Atula. Manusa cha tum mahara chika ta quá tình sa ya ma tu si ta nim ma narati para nim mi ta quá sa quá ti cha ti ka masugati phù mi sát ta quý tha hồ ti sa ba na văn e ca đa sa quý thà bi ca ma quá cha ra phù mít chề quá sằng khăng gắt cha ti. Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là: cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu xuất đà thiên, cảnh quá lạc thiên, cảnh tha quá tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Dạ, như vậy con đã đọc xong. Con kính cảm ơn thầy kinh và con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn chị Nhật Hình. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Kính đảnh lễ các cô tu nữ Phúc Hạnh. Kính chào, kính đảnh lễ thầy kinh. Kính chào các anh chị. Con xin đọc bài ạ. Phù mi cõi tát tha a bà gia phù mi cà ma su ga ti phù mi rù bà wa cha ra phù mi a rù bà wa cha ra phù mi cha ti cha ta so phù mi yo na ma ta su ni ra yo ti ra cha na yo ni pe ti wi sa yo asura ka yo cha ti a pa ya phù mi cha tu bi tha hồ ti. Bốn cảnh tồn là: một, cảnh bất hạnh; hai, cảnh hữu phúc của dục giới; ba, cảnh sắc giới; bốn, cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh bốn là: cảnh khổ, địa ngục; cảnh thú, bàn sanh; cảnh ngạ quỷ và cảnh Atula. Manusa cha tum maha chika ta qua tình sa ya ma tu si ta nim ma narati para nim mita wa sa wat ti cha ti ka masugati phu misat ta wi tha ho ti sa ba na yang e ka da sa wi tha pi ka ma wa cha ra phu mi che wa sang khang gach chat ti. Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là: cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu xuất đà thiên, cảnh hóa lạc thiên, cảnh tha hóa tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới.
Dạ đã xong. Dạ con đã đọc xong ạ. Con xin xuống mic. Cảm ơn chị Nhược Huỳnh bốt bài ạ. Dạ kính mời chị Trần Đạo. Dạ cảm ơn sư Kim Dung. Nam mô Bất Tha Giá, Nam mô Sa Ma Giá, Nam mô Sa Phà Giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa trí đức đại đức Pháp Ca cùng chư tôn đức tăng. Kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Kính chào thầy Trung, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Có nghe quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ, con xin đọc bài ạ. Vô mí là cõi tát thá áp ba giá bồ mí cà má su gá tí bồ mí rù bà quá chá rá bồ mí a rù bà quá chá rá bồ mí chà tí chát tát sờ bồ mí dồ nà má tà su mí ra dồ tí rắc chà na dồ mí vết tí quý sá dồ a su ra cà dồ chà tí a phà giá bồ mí chát túc bí hà hồ tí. Bốn cảnh giới sinh tồn là: thứ nhất cảnh đối hạnh, thứ hai cảnh hữu phúc của dục giới, thứ ba cảnh sắc giới, thứ tư cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh đối hạnh có bốn là: cảnh khổ địa ngục, cảnh thú bàn sanh, cảnh ngạo vĩ và cảnh atula. Manusa cha tùng ma hà là chi ca ta quá tìm xa và mà tu si ta mìm mà na ra tí ba ra mìm mít ta quá sa quá tì cha tí cà má su gá tí tù mí sát tá khí thà hồ tí xà ba na dằn ề cà đá sao quy thà bí cà mà quá chá lá phù mít chề quá sằng khằng cách chá tí. Cảnh hạnh cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là: cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ hoa thiên, cảnh đấu xuất đà thiên, cảnh quá lạc thiên, cảnh tha quá tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Dạ cảm ơn chị Ngọc Quỳnh bóp bài ạ. Xin gửi mic lại cho Thiên Vũ ạ. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ quý chư tăng, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào thầy kinh, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài ạ. Phù mí cõi tát thá á phà giá phù mí cà má su gá tí phù mí cù phà vá chá rá phù mí á ru phà vá chá rá phù mí chà tí chá tát sô phù mí vô nà má tà số ní rá vô tí rách chà ná vô ní pet tí ví xá vô á cú rá cà vô chà tí á phà giá phù mí chá thuốc bí tha hồ tí. Bốn cảnh giới sinh tồn là: một cảnh bất hạnh, hai cảnh hữu phúc của dục giới, ba cảnh sắc giới, bốn cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là: cảnh khổ địa ngục, cảnh thú bàng sanh, cảnh ngạ quỷ và cảnh atula. Má nút xà trà thu má hà rà trí cà tà bá tinh xà già mà tu xí tà nìm mà nhá rá tí tá rá nìm ní tá rá bá xá bá tì trà tí cà má xú gá tí phù ní sát ta bí thà hồ thí xà thá ra chầm ê cà
đa sa vi tha phí ca ma ba cha ra phù ý chê báo sân khăn gắt trà tí. Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là cảnh người, cảnh tứ đại thiên vương, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu xuất đà thiên, cảnh hóa lạc thiên, cảnh tha hóa tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Dạ, con xin kính lãnh lễ Ngài Trí Đức, con xin kính lãnh lễ Thầy Kinh, con xin kính lễ Sư Pháp Trang và con xin kính chào toàn thể Đạo Trang. Dạ, con xin đọc bài ạ. Phù mí cõi Tát Tha Á Bà Giá Phù mí Cà Má Sú Gá Tí Phù mí Rù Bà Quá Chá Rá Phù mí Á Rù Bà Quá Chá Rá Phù mí Chà Tí Chá Tá Sô Phù mí Dô Nà Má Tà Sú Ní Rá Dô Tí Rách Chà Giá Ná Dô Ní Pét Tí Quý Xá Dô Á Sú Rá Cà Dô Chà Tí Á Bà Giá Phù mí Chá Túc Bí Thà Hồ Tí. Bốn cảnh giới sinh tồn là một cảnh bất hạnh, hai cảnh hữu phúc của dục giới, ba cảnh sắc giới, bốn cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là cảnh khổ địa ngục, cảnh thú bàn sanh, cảnh ngạ quỷ và cảnh Atula. Manusa cha tum mahara chika tà quá tình xà già mà tu sĩ tà niệm mà na ra tí pa ra niệm mi ta quá xá quát tì trà tí cà ma su ga tí phù mi sắc tá quý thà hồ tí xà bá nà dằng ê cà đá xá quý thà bi cà mà quá chá ra phù mít ê quá sằng khằn gắt trầm tí. Cảnh hữu phúc dạ đạo tràng có nghe được con lại chưa ạ? Dạ dạ con sa thú cô Nhật Quỳnh. Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu xuất đà thiên, cảnh hóa lạc thiên, cảnh tha hóa tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Dạ con đã đọc bài xong ạ. Dạ con xin nhường mic cho vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, Thầy Kinh, Quý Tăng, Quý Cô Tu Nữ cùng Thần Thể Đạo Tràng. Dạ, con xin được đọc bài. Phùm mí cõi Tá thá á phà giá phùm mí Khà má su gá tí phù mí Rù bà quá chá rá phù mí Aruba Wachara Pumi Chati Chatasso Pumi Yo Nama Tasunira Yo Tirakcha Nayo Ni Bet
Bettivisayo Asurakayo Jatiyabaya Yapumi Chattupithahoti. Bốn cảnh giới sinh tồn là: một, cảnh bất hạnh; hai, cảnh hữu phúc của dục giới; ba, cảnh sắc giới; bốn, cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là: cảnh khổ là địa ngục, cảnh thú là bàng sanh, cảnh ngạ quỷ và cảnh Atula. Manusa chatum maharajika tawatimsa yama tusita nima narati paranimita wasavati jati kamasugati sakamasugati bumi sawatvita hoti sabana yang eka dasavita bikama vachara bumi jewa jewa sanghang yakchati. Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là: cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu xuất đà thiên, cảnh hóa lạc thiên, cảnh tha hóa tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Dạ, dạ con xin xuống mic, con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức và con kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Con kính lễ thiệt kinh và con kính chào quý bà quý cô tu nữ trong đạo tràng và con kính chào đạo tràng. Và con kính cảm ơn đạo tràng cho con biết và âm thanh rõ. Và cảm ơn sư Như Quỳnh cho bài. Con xin đọc bài. Phù mí cõi tathā abhayā phù mí kāmasu yati phù mí rūpā vācarā phù mí ārūpā vācarā phù mí jati catassō phù mí yo nāma tassu nirayo tirajjānayo nipatti visayo Asurakayo jati abaya phummi chattupitha hoti. Bốn cảnh giới sinh tồn là: một, cảnh bất hạnh; hai, cảnh hữu phúc của dục giới; ba, cảnh sắc giới; bốn, cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là: cảnh khổ địa ngục, cảnh thú bàn sanh, cảnh ngạ quỷ và cảnh Atula. Manusa chatum maharajika tawatimsa yama tusita nimma narati paranim mitawa sauti jati kamaksu gati fumi sakta vitha hoti sa ba na yam e ka da sa vi tha bi ka ma wa cha ra phum mi che wa san khang gat cha ti. Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là: cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đâu xuất đà thiên, cảnh hóa lạc thiên, cảnh tha hóa tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Dạ, con đã được bài xong. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, xin mời đạo tràng lên đọc bài tiếp. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh, Sư Thiên Vũ, cô Trần Đạo, cô Bách Ta và anh Giang đã cho con biết tín hiệu ạ. Con xin phép được đọc bài ạ. Phù mí cõi tát tha á bà giá phù mí cà ma su gá tí phù mí rù bà quá chá ra phù mí a rù bà quá chá ra phù mí chà tí chá tá su phù mí dù nà má tà su ni ra dù tí ra chà na dù ni bét tí vi sa dù a su ra cà dù chà tí á bà giá phù mí chá túc phi thà hồ tí. Bốn cảnh giới sinh tồn là: một, cảnh bất hạnh; hai, cảnh hữu phúc của dục giới; ba, cảnh sắc giới; bốn, cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là: cảnh khổ, địa ngục; cảnh thú, bàn sanh; cảnh ngạ quỷ và cảnh Atula. Manusa cha tuần mahara chika ta wat tin ta ya ma tu si ta nim ma narati para nim mi ta wasawati cha tika masugati fu mi satawitha ho ti sa ba na yam e ka da sa vi tha bi ka ma wa cha ra phu mi che wa san khang gat cha ti. Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là: cảnh người, cảnh tứ đại thiền, cảnh tam thập tam thiền, cảnh dạ ma thiền, cảnh đấu xuất đà thiền, cảnh hóa lạc thiền, cảnh tha hóa tự tại thiền. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Dạ thưa con đã đọc xong ạ, con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài, con xin phép được xuống mic. Con kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Nhật Huỳnh kính chào đạo tràng. Thanh Quang ơi, có trả bài không? Còn vị nào trả bài không? Dạ cảm ơn cô Phúc Hạnh. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Thanh Quang trả bài không? Thanh Quang trả bài không thì đưa bàn tay lên, Nhật Huỳnh nhường mic. Alo, alo, Thanh Quang ơi, mời Thanh Quang nghe. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Ngài Pháp Trang, con kính đảnh lễ cô Tư Nữ, con kính đảnh lễ đạo tràng. Con đọc chưa tốt lắm thì con cũng xin phép đọc. Phù mí cõi ta tha apaya phù mí kamasugati phù mí rupa vachara phù mí arupa vachara phù mi chati chataso phù mi yo nama tasunira yo tiracha tirachara na yo mi petiwi sayo asura asuraka yo chati apaya phù mi chatu chatu phi chatu pi đa tha
Hồ Tý, bốn cảnh giới sinh tồn là một cảnh giới bất hạnh, hai cảnh giới hữu phúc của dục giới, ba cảnh sắc giới, bốn cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh giới bất hạnh có bốn là cảnh khổ, địa ngục, cảnh thú, bàng sanh, cảnh ngã quỷ và cảnh Atula. Mà lu xà chà tu mà chà tu ma ha ra chi ca ta qua ti tìm xà già ma tu si ta ni ma na na ra ti parami paranimi ta qua ra sa qua sa qua ti cha ti ca ma su ga ti phù mi sa ta quy thà hồ mi sa pa nhà rằng e ca đa sa e ca đa sa quy quy tha pi ca ma qua cha ra phù mi chề qua sành khăng gách cha ti. Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đâu xuất đà thiên, cảnh hóa lạc thiên, cảnh tha hóa tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Dạ con xin hết, con kính thầy và sư sửa cho con ạ. Con kính chào quý đạo hữu ạ. Dạ, sa thủ cảm ơn sư Thanh Hoàng rất là nhiều. Đọc gì mà dở cái gì, từ từ sẽ giỏi thôi, quá giỏi rồi, giỏi hơn Nhật Quỳnh nhiều luôn đó quý vị. Dạ, Nam Mô Bích Thai á, Sài Gòn có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, đâu mất tiêu rồi. Để cái nick đây, chạy mất tiêu rồi. Dạ. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn chị Meta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Khi nào trở lại máy thì đưa bàn tay Nhật Quỳnh nhường mic cho Sài Gòn trả bài nha. Lâu lắm rồi mới vô tới ngày rôm. Trả lại trời chứ đừng có ngồi im ru nha. Dạ, Nhật Quỳnh xin được phép trả bài ạ. Phù mỹ cõi tát thác áp ba gia phù mỹ ca sa sư gá tí phù mỹ Rù bà quá chá ra phù mi A rù bà quá chá ra phù mi Chà tỉ chà ta sơ phù mi dơ nà má Ta sư ni ra dơ Ti ra chà na dơ Ni bét ti vi ra sá dơ A su ra ca dơ Chà tỉ a bà Yá phù mi Chà tập bị thai hồ tí Bốn cảnh giới sinh tồn là một cảnh bất hạnh, hai cảnh hữu phúc của dục giới, ba cảnh sắc giới, bốn cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là cảnh khổ địa ngục, cảnh thú là bàng sanh, cảnh ngạ quỷ và cảnh Atula. À, Nhật Quỳnh xin sám hối, Nhật Quỳnh quên post bài. Manusa cha tâm mahara chika ta qua tình sa ya ma tu sita nem ma rati para nem mita qua para nem mita qua sa qua ti cha ti kama sugati phù mi sa ta quy tha hồ ti sa bát Na yang e cha da sa vi tha vi ca ma va cha ra phù mít chê va sanh khăn cách cha ti. Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu sức đà thiên, cảnh hóa lạc thiên, cảnh tha hóa tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Dạ cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ kính cảm ơn đạo tràng. Dạ kính mong đạo tràng hoan hỷ cho Nhật Quỳnh ạ. Dạ
Bây giờ còn vị nào đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên không? Dạ cảm ơn Minh Kinh, cảm ơn Đạo Tràng. Dạ, còn vị nào không? À, nếu không thì Nhật Quỳnh xin phép khóa sổ và ngàn học sớm, nghỉ sớm nha quý vị. Dạ, nếu không vị nào đưa tay, Nhật Quỳnh xin phép thỉnh thầy Kinh nha. Dạ, Nhật Quỳnh hâm mà không có nóng Quỳnh Kinh ơi. Thôi thì bây giờ Nhật Quỳnh xin thay mặt Đạo Tràng chính thỉnh mời Quỳnh Kinh đăng đàn để điều học bài học ngày hôm nay, cũng như học sớm thì Quỳnh dạy chậm chậm cho Nhật Quỳnh hiểu được. Cảm ơn Quỳnh rất là nhiều. Dạ, Quỳnh đâu rồi? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Nhật Quỳnh nhân mít đánh Quỳnh nè. Dạ, xa thú, giao kính mời Quỳnh. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Dạ, kính lễ chư Tôn Đức, dạ, kính chào tất cả quý vị. Rồi, ok, đọc, hát rồi ai đọc ha. Xin Nhật Quỳnh dụ kiểu đó, ai đọc. dụ kiểu muốn kết thúc, ai đọc. Dụ người ta mới cho ăn kẹo này kia, đấy. Dụ có phước có báo này nghe nó mới lên chứ, nghe mà dụ không lên không giơ tay thôi tôi kết thúc cũng như không chuyện người vốn dụ phải có nghề dụ khóa sổ. Rồi thì trước là chúng ta học về cõi dục giới, mà chúng ta học về phần gọi là người trước đó, phần cõi nhân giới rồi. Giờ chúng ta qua phần cõi dục giới thiên. Nhờ cô thư ký Châu Nguyễn ghi cõi dục giới thiên. Copy phần này cho cái gì đi ha. Cõi dục giới thiên. À. Đọc được quý vị. Có thấy post lên không? Alo. Thấy ha. Rồi giờ cái câu thứ nhất á, câu thứ nhất là Kama Chahacharita Sugati bằng Kama Sugati. Đó là câu thứ nhất. Và cõi vua dục giới hay là gọi là cõi nhàn cảnh câu hữu với dục ái. À, là từ câu Pali đó. Kama Chahacharita Sugati. Kama Sugati. À, vậy nghe lấy cái đó xuống cái là nói về cái cõi mà vua dục giới, cõi nhàn cảnh của vua dục giới ha, nghĩa chung đó ha. Rồi cái câu dưới là banh chá hí ca mê gu nê hí đít banh tí khi lành tì tí bằng nghĩa là cái ra cái chữ là đê quá, tức là chư thiên. À, thì nghe đó là nói về phần mình học đó là phần chữ thiên là đê quá. Rồi người thụ hưởng với năm dục trưởng dưỡng thì gọi là đề quá, là hưởng được cái năm dục tốt đẹp thì gọi là đề quá. À, đó là một số cái định nghĩa đi ha, để chúng ta nắm được cái ý nghĩa về cái cõi nhàn cảnh, cõi vui, về chư thiên. Tách ra chưa? Tách ra từng câu cho rõ ràng. Rồi quý vị có ghi bài mình copy xuống ra từng phần luôn, ra từng câu một. Được không? Rồi, ok, tắt ra được rồi. Đúng rồi, ghi vô chứ, ghi làm tư liệu luôn chứ. Mấy cái này là mình chúng ta soạn ra để làm tư liệu. Lúc chừng nào rảnh rỗi mà không có việc gì làm á, không có chỗ quậy lấy tập ra coi. Nhưng cô Nhung không có đi vòng vòng vậy, cô Nhung lấy tập ra cô Nhung coi lại. Yeah. Rồi khi nói đến chư thiên thì ta phân ra được có ba loại, thì mình ghi là đê quá có ba loại, hai chấm, đê quá có ba loại.
Đấy, quý vị có đọc được không? Alo. Được ha, ok. Này good hả? Này boss qua lịch. Sammuti đề quá. Số 1 là Sammuti đề quá. Là chư thiên, chế định chư thiên. À, tôi được xếp vô cái chế định chư thiên. Tức là những ông vua, bà chúa, hoàng hậu, thái tử, công chúa, những bậc mà dương tôn công tước là ha. Thì pháp đời là kêu là những vị đó là giống như là chư thiên. À, nhưng mà được là chư thiên chế định. Thì thật sự không phải là chư thiên. Là cái thứ nhất được gọi là chư thiên là Sammuti đề quá. Đó là vua, hoàng hậu, thái tử, công chúa, Mr. Trump là chế định chư thiên. Rồi cái thứ hai là Upatthi đề quá là nói về chư thiên, là tất cả những vị chư thiên và phạm thiên gom chung lại là Upatthi đề quá, chư thiên và phạm thiên. Đó là cái số 2. Số 3 là quý xuất thí đề quá. Quý xuất thí là tịnh, quý xuất thí đề quá là tịnh chư thiên. Tức là đây ám chỉ nói các bậc A-la-hán và những bậc chư thiên thuộc về thanh tịnh trong sạch, hay là các bậc A-la-hán. Thì như vậy đề quá thiên phân ra là ba cách. Một cách là gọi là chế định, một cách là thật sự là chư thiên, một cách là bậc A-la-hán chư thiên. Thì trong ba cái loại này thì ở đây chúng ta chỉ nói tới cái thứ hai thôi, tức là Upatthi đề quá là chư thiên phạm thiên. Mà đây mình nói về chư thiên trong sáu cõi trời, chỉ trong sáu cõi trời dục giới thôi ha. Cõi người là một, là sáu cõi trời dục giới, là bảy cõi vui dục giới. Giờ đây chúng ta học về sáu cõi trời dục giới. Là đây mình chỉ lấy cái số 2 thôi ha. Số 2 là Upatthi đề quá. Rồi sử dụng sáu cõi trời dục giới, 2.6 cõi trời dục giới. Trời dục giới viết cho bự lên nha, viết cho in lên nha, viết ngay nó lộn cho. Rồi đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Một chất tùm má hà ra chiếc cá tứ đại thiên vương. À, lấy tách ra tứ đại thiên vương. Hai, ta quá tìm xá có đau lợi hay là tam thập tâm. Số ba là dạ ma. Số bốn là tu sít tá đấu xuất đà. Số năm là nim ma marati quá lạc thiên. Số sáu là baranim mitawasa wati tha quá tự tại. Baranim mitawasawati tha quá tự tại. À, thì như vậy phân ra cho chúng ta thấy là mình có tất cả là có sáu cõi trời dục giới. Sita đấu xuất đà số 4. Số 5 Nima Narati quá lạc thiên. Rồi số 6 là Baranim Mitawasawat tha quá tự tại. Baranim Mitawasawat tí tha quá tự tại. Rồi đó là phần này chúng ta thấy 6 cái cõi trời dục giới. Được chưa? Quý vị ghi xong chưa? Chưa. Từ từ, ok, chậm. Đây, sáu cõi trời này nó
mình làm phước tu tập sao để sanh lên được một trong sáu cõi trời này, mình cũng đỡ lắm nha quý vị, an vui lắm. Sanh lên cõi đạo lợi hay là cõi dạ ma, cõi đối xuất này kia cũng êm lắm. Như giờ mà nói tới chuyện để chứng đắc giải thoát cái bàn rồi xa xôi đó, mà cõi trời này cũng đã khó rồi ha. Mà muốn lên được cõi trời này phải có nhiều phước báo rất là nhiều, tu tập về công đức thí trì giới tham thiền đủ thứ chuyện có cơ hội được về những cái cõi này. Thì không phải là đơn giản nè, cái con đường mà để mà đi lên cõi trời nó khó. Đừng nói không phải là mình thấy cõi trời thì là dễ ăn, là rất khó. Sao làm người đã là khó, sao làm trời còn khó dữ nữa. Rồi, số 1, Tứ Đại Thiên Vương, Cha Tùm Maharajika, copy chữ ra luôn, cô Châu Nguyễn. Cha Tùm Maharajika, Tứ Đại Thiên Vương. Đọc cái cõi thứ nhất, cho chúng ta biết của cõi Tứ Đại Thiên Vương. Tứ là bốn, đại là lớn, bốn cái vị thiên vương lớn, tức là ở đây Tứ Đại Thiên Vương là tên, cái tên này được lấy từ bốn vị thiên vương. Thì mình ghi ra Tứ Đại Thiên Vương là tên được lấy từ bốn vị thiên vương. Từ cái chữ Bali, bốn vị thiên vương là có cái chữ Bali nó như vậy. Đó là Tứ Đại Thiên Vương Chattaro Maharajano, lấy từ cái tên bốn vị thiên vương. Rồi, ok. Rồi, xuống dòng tuổi thọ. Hai chấm tuổi thọ. Chấm chưa quý vị ơi? Tuổi thọ 500 năm. 500 năm tính theo cõi trời nha, 500 năm. Rồi bây giờ một ngày ở trên cõi trời đó, ở trên cõi Tứ Đại Thiên Vương đó, thì một ngày bằng 50 năm cõi người. Ghi đi, một ngày bằng 50 năm cõi người. Tức là trên đó là buổi sáng này qua sáng sau là bằng 50 năm mình đây đó. Tức là mình thọ 50 tuổi là trên đó là ta mới có ngày đó. Mình đang có những cái vấn đề tại sao những người mà ta sanh về cõi trời đó, người ta không về, người ta cho mình gặp mình, mình sanh lên đó mình chơi vui quá qua ngày hôm sau quay xuống lại chết ngắt rồi. Xuống lại mình cũng gùa đổi cõi thấp nhất cho Tứ Đại Thiên Vương là một ngày bằng 500 năm cõi người. Mình đừng mong mình gặp lại những người thân mà sanh về cõi trời, khó lắm, là nó vui quá. Thì một ngày bằng 50 năm ha, có người, đúng chưa? Rồi 365 ngày, có người mình đó, 365 ngày trên cõi trời đó, thì nhân cho 50 năm, tức là 365 nhân cho 50, thì bằng là 18.250 năm, có người. 365 ngày cõi trời, nhân cho 50 năm, bằng 18.250 năm cõi người. Rồi,
500 năm cõi trời, 500 năm cõi trời ha. Dâng cho 12.000, dâng cho 18.250 ha. Dâng cho 18.250 bằng nhiêu ta? Mình nhận lại đây. Hình như tính lộn. Năm trăm năm nè, mình nhân cho 18.250, 9.125.000 năm mỗi người, 9.125.000 năm mỗi người là 500 năm cõi trời, nhân cho 118.250 năm bằng 9.125.000 năm mỗi người. À, tức là trên cõi trời ta sống 500 năm bằng mình ở dưới đây là 9.125.000 năm. Khủng khiếp chưa? Rồi ghi lại, gom lại cho nó gọn đi, cho một ngày rồi ghi nguyên cái bản lại cho gọn để mình làm lại cho nó chính rõ ràng. Rồi, à, đúng rồi, gọn rồi đó. Rồi, như vậy là tuổi thọ khi mà một vị tứ thiên vương sống là tới 9.125.000 năm của người, là 500 năm đây đó, mà hành tinh chết trên đó là xuống đây là bao nhiêu thế kỷ rồi, mà đi lần ngủng rồi đây là cái cõi tứ đại thiên vương thấp nhất rồi đó nha. Rồi, có 4 vị trời cai trị thiên chúng. Xuống dòng gạch đầu dòng có 4 vị trời cai trị thiên chúng. Tức là cõi này có 4 vị đó, cai trị những tất cả những cái thiên chúng sống trong đó. Thì trong đó có 4 vị trời cai trị thiên chúng. Rồi, xuống dòng vị trí của nó là vị trí 2. Nằm phần giữa núi Sineru, có thể núi Tu Di đó, nằm phần giữa núi Sineru, cách xa nhân loại là 42.000 do tuần, cách xa nhân loại là 42.000 do tuần. Vị trí nằm phần giữa núi Tu Di, núi Sineru, cách xa nhân loại, cách xa cõi nhân loại là 42.000 do tuần. Rồi. Trong cái chú giải là ghi 1 do tuần á thì bằng 12 mai. 12 Việt Nam là mai là gì, là dặm. 1 do tuần bằng 12 mai, bằng 20 km, bằng 20 cây số. 1 do tuần bằng 13 mai, chứ không phải 12, bằng 13 mai, bằng 13 mai, bằng 20 km. Rồi. Nếu mà tính theo km là 42.000 do tuần thì nhân cho 20, 42.000 do tuần nhân cho 20 thì bằng 840.000 km.
Rồi, nếu mà mình tính theo mai á, thì 42.000 do tuần á, nhân cho 13 mai, nhân cho 13 bằng 546.000 mai. 546.000 mai. Cũng không xa lắm phải không vậy? 546.000 mai cũng xa. Từ Bắc Mỹ mình đi qua tới Nam Mỹ qua bên Bali thì khoảng ngàn mấy trăm mai, 2.000 mai, ngàn mấy 2.000 mai. Hôm nay 546.000 mai là cũng xa chứ. Bốn mươi hai nhân 546.000 mai rồi, đúng không ạ? Thì nó cho biết là sơ lược để mình biết được cái khoảng độ xa từ cái cõi nhân loại mình cho tới cõi tới cái núi Tu Di á, tới cõi tứ thiên vương á, là 546.000 mai. 546.000 mai rồi, xuống dòng gạch đầu dòng thiên vương một, tức là thiên vương thứ nhất á. Thiên vương một, thiên vương một hai chấm, vị đó thiên vương một là Thattaratha Trì Quốc thiên vương. Thiên vương một, Thattaratha Trì Quốc thiên vương, Thattaratha Trì Quốc thiên vương. Bắt vậy đó hả? Trì Quốc thiên vương Thattaratha, đó là thiên vương thứ nhất. Rồi. Cai quản nhóm Ganh Thấp Bá hay là Càng Thất Bà. Và Trì Quốc Thiên Vương thứ một là những vị vị cai quản nhóm Ganh Thấp Bá. Chữ Ganh Thấp Bá này. Và vị cai quản nhóm Ganh Thấp Bá. Ganh Thấp Bá này dịch âm lại là Càng Thất Bà đó. Là vị cai quản nhóm Ganh Thấp Bá đóng đô ở triền núi phía đông của núi Tu Di Sơn. Đóng đô ở triền núi phía đông, cái này thường phía đông ha, từ Trì Quốc Thiên Vương. Cai quản nhóm Ganh Thấp Bá đóng đô ở triền núi phía đông của Tu Di Sơn. Đó là thiên vương thứ nhất. Vua cai quản nghe mấy ông chư thiên Càng Thất Bà đó. Nghe nói mấy ông Ganh Thấp Bá này mấy ông chơi nhạc cũng dữ lắm. Nhạc nhạc trời nghe cũng dữ dằn lắm. Phía đông à, của Di Sơn. Rồi, đó là thiên vương thứ nhất. Trời, không biết ai ông chơi sao bữa nào để nhập thiền vô đi lên đó nghe mấy ông biểu diễn coi là sao. Rồi. Thiên vương hai, thiên vương thứ hai, thiên vương số hai là để copy chứ này. Thiên vương thứ nhị, Virunthaka là tăng trưởng thiên vương. Virunthaka tăng trưởng thiên vương. Virun tăng trưởng thiên vương.
là vị cai quản Đại Phúc Thiên, là vị cai quản những gì vị chư thiên có tên là Đại Phúc Thiên, cai quản Đại Phúc Thiên, Cùm Phành Đá, Cùm Phành Đá Đại Phúc Thiên là vị cai quản nhóm Đại Phúc Thiên, Cùm Phành Đá ghi rõ ha, nhóm cai quản nhóm Đại Phúc Thiên, Cùm Phành Đá. Nhóm cai quản Đại, cai quản nhóm Đại Phúc Thiên, Cầm Phành Đá. Phải, chư thiên bụng to. À, chư thiên bụng to. Đại Phúc Thiên là chư thiên bụng to to. Là nói mấy người mà bụng to là mấy người có phúc. Đàn ông bụng to thì sang. Đàn ông bụng to thì sang. À, Đại Phúc Thiên. Người có phúc. Chư thiên bụng to. À. Thế là ai bụng to là người đó có phúc, mấy ông nào bụng to là người đó có phúc, phúc lớn, chư thiên. Còn đàn bà bụng to thì tăng quan cửa nhà. Thì cái đàn ông bụng to là đại phúc. À, bụng to là mệt. Thấy chưa? Rồi, đóng đô ở triền núi phía nam của núi Tu Di. Đóng đô ở triền núi phía nam của Tu Di Sơn. Đô triền núi phía nam của Tu Di Sơn. Đóng đô triền núi phía nam của Tu Di Sơn. Rồi, đó là thiên vương thứ hai, tăng trưởng thiên vương. Quý ruồn thái cá ha. Bị cai quản nhóm Đại Phúc Thiên. Cùng Phần Đá. Rồi, xin dọc thiên vương số 3. Thiên vương số 3. Quy Rù Bắc Cát. Quy Rù Bắc Cát. Quy Rù Bắc Cát. Quản một thiên vương. Thiên vương số 3. Quy Rù Bắc Cát. Quản một thiên vương. Quản một thiên vương. Quản có rê nha, quản có như gờ đó sao, quản một thiên vương. Rồi bị cai quản loài rồng, cai quản loài rồng á, quản một thiên vương là bị cai quản loài rồng. Đóng đô ở triền núi phía tây Tu Di Sơn, cai quản loài rồng, đóng đô ở triền núi phía tây Tu Di Sơn. À, thì khi mình học tới đây mình thấy là nó là loài rồng, là những loài mà có thiệt chứ không phải là không có, chứ không phải là mình nói là chỉ là truyền thuyết này nha. Tại vì ở cõi người mình nó rồng nó sợ quá, nó không dám tới nữa, tới lấy súng bắn dân lấy cà nông nó thục cũng mệt luôn. À, là thiên vương thứ ba. Rồi, tới thiên vương thứ tư. Thiên vương thứ tư. Thiên vương thứ tư. Cú Quê Rá. Này là gọi, còn cái tên khác là Quét Sa Quá Ná. Quét Sa Quá Ná. Đa Văn Thiên Vương. Đa Văn Thiên Vương. Đúng rồi, Đa Văn Thiên Vương. Vị này cai quản nhóm Dạ Xoa. À, vị này cai quản Dạ Xoa. Những thiên vương được gọi là Dạ Xoa, viết từ cái chữ này dắt khá, âm là lấy xoa. Vì cai quản nhóm Dạ Xoa, dắt khá. Đóng đô ở triền núi phía bắc Tu Di Sơn.
Thì như vậy chúng ta có bốn vị tứ đại thiên vương ha. Vị thứ nhất là Thattarattha, vị này cai quản giống Gathappa và Càn Thác Bà ở phía đông núi Tu Di. Vị thứ hai là Virunhaka, là tăng trưởng thiên vương, vị này cai quản mấy chư thiên cũng bự đóng cái tiền núi Tu Di phía nam. Ông thiên vương thứ ba là Virupaka, là quản một thiên vương và cai quản loài rồng ở phía tây núi Tu Di Sơn. Và cái ông thứ tư là ông Kuvera hay là Vesavana, là đa văn thiên vương, vị này cai quản nhóm Dạ Xoa và nhóm Dắt Khá đóng đô ở tiền núi phía bắc. Thì ngoài bốn hướng đông nam tây bắc có đầy đủ bốn ông của bốn ông bốn bốn hướng. Gì vậy? Gom lại cho nó ràng rồi. Good. Sang thử. Rồi, bốn ông ha. Rồi xuống dòng mình đánh cái hoa thị đồ dòng ha, cái bông đồ dòng ha. Bốn vị thiên vương còn có bổn phận trông coi bảo vệ cõi nhân loại, bảo vệ cõi nhân loại. Bốn vị thiên vương còn có bổn phận trông coi bảo vệ cõi nhân loại. Hộ mở ngoặc, hộ thế đại vương, hộ thế đại vương. Bốn vị thiên vương còn có bổn phận trông coi bảo vệ cõi nhân loại, mở ngoặc hộ thế đại, hộ thế đại vương. Chữ Bali là Catulo Kabala, Catulo Kabala. Catulo Kabala viết được không? Catulo Kabala. Catulo Kabala, ba ba lá gì phải phà lá. Catulo Kabala, ba có dấu quyền. Catulo Kabala. Rồi, đúng rồi, cha tôi là các bà là chính xác. Đó là cái là hộ thế đại vương và những vị thiên vương coi bảo quản, coi cho bảo vệ nhân loại luôn đó. Những vị đó thường thường là lâu tầm 14, 15, 30 đó là xuống đi vòng vòng cõi chư thiên, xuống cõi người ta coi mấy ông mấy ông nhân loại này vậy sao xuống thấy toàn quậy tanh bành hết trơn. Vậy bệnh chết quá vậy luôn, mấy Việt Nam mình ấy Mỹ nó vậy bệnh hết rồi, thế giới tan hoang bệnh quá trời, mấy ông thấy Covid mấy ông sợ mấy ông trốn trơn rồi. Giờ ông để cho nhân loại tự xử, bốn ông này mới sợ Covid quá trốn luôn rồi. giờ mình làm sao mình alo mình gọi phone lên kiếm mấy ông mà không biết số phone của gì nào, bắt được số phone mấy ổng kêu thỉnh mấy ổng xuống cứu nhân loại nha, để thôi kiểu này không xong. Ngày nay là nước Mỹ lên tới 140,000 người chết, tới là mấy trăm ngàn người, ghê quá. Giờ thế trái đất mình là toàn là ma mà. Chết quan ức quá, ma quỷ nhiều quá trời, mà suối cho đi biểu tình bạo loạn đánh đập nhau tôm lum là do ma nó dục. Ghê lắm, ghê. Ông vua ông lên ông cũng làm tùm lum tùm la chưa ý sao chưa alo chép xong chưa. Rồi, tiếp tục qua phần khác rồi ha. Rồi xuống dòng giờ ghi các vị thiên vương, các vị thiên dưới quyền của bốn vị thiên vương, các vị thiên dưới quyền bốn vị thiên vương.
quyền bốn vị thiên vương. Các vị thiên dưới quyền bốn vị thiên vương có tám, có tám để boss lại luôn cho quý vị họ cầm tám mà boss luôn thấy em đọc được không? Hello. Được ha, rồi ok, good good, cái này good rồi, cái này good rồi. Đây, số 1 là bắp bát tất tha đề quát bà. Bắp bát tất tha đề quát bà. Sơn thần, những vị sống trên núi, sơn thần. Và khi nói đây là mình biết là lên trên núi sống, là mình biết trên đó có những vị chư thiên, những vị sơn thần ở trên núi. Những vị đang sống trên núi đó. Lên mấy cái chỗ đó chúng ta cũng phải biết là kính trên nhường dưới ha, cũng phải biết tôn trọng những vị sơn thần, chứ thôi là mệt với mấy ông đó. Đề quá và sơn thần sẽ phân đối. Số 2 là a ca sách tha đề quá ta, là những vị sống trên hư không, tức là những vị chư thiên sống trên hư không ba vòng 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 vòng. A ca sách tha đề quá ta, số 3 là khít đà ba đồ si ca đề quá tà, khít đà ba đồ si ca đề quá tà, là những vị chư thiên sống mà hướng dục lạc, thỏa thích mê say trong dục lạc nó nổi mà quên ăn luôn, quên ăn luôn chết ngay. tội ham dục, ham dục, ham đi chơi, ham tùm lum lá, ham mấy chư thiên nữ rồi quên ăn. Mày cũng muốn tỏi luôn. Rồi số 4, Mano quá đồ si ca đề quá tà, là những vị chư thiên do sân hận đến chỗ chết, là những vị chư thiên này tánh tình nóng nảy, sân hận gió, sân hận đến mức độ mà một lúc nào đó cái là cái sự nóng giận nó phá vào cho sát tới sinh mạng luôn, chết luôn. Thì những vị chư thiên là Mano, Bado, Sikade, Vata. Số 5 là Sitawala, Hakade, Vata. Sitawala, Hakade, Vata. Nó kêu hàng tiết thiên, hay là những vị chư thiên chuyên làm cho khí trời trở nên mát lạnh, mát mưa. Những vị chư thiên làm mưa, làm trời mát, là cái đó. Như vậy là có những vị chư thiên để làm những cái việc này. Ngoài vấn đề thời tiết ra, ví dụ như có những lúc mà chư thiên muốn làm những cái này ngoài cái tự nhiên thiên nhiên thì vẫn có thể làm được, là do những vị chư thiên này làm được. Giống như bên Tàu hay có những cái chuyện phim Tàu, mình thấy có mấy ông đạo sĩ ông cầu thần mưa thần gió đó cái gì. Chắc cũng thỉnh mấy ông này trong phim Tề Thiên Tề Thánh rồi đấy, cũng có mấy mày đó, là những trường hợp ngoại lệ thì phải nhờ mấy ông này. Rồi số 6 là un hawaka hakade wata, nhiệt tiết thiên làm cho nóng cho ấm, tức là vị chư thiên một ông thì làm cho trời mát, cái mưa mát, một ông thì làm cho trời đừng nóng được ấm lại. Nếu mà lạnh quá thì cũng có những vị chư thiên thì có thể giúp được trong một cái trường hợp nào đó làm được cái này. Rồi số 7 là chanh đi ma đề quá bút ba đề quá tà, là sống trong mặt trăng với thiên chúng, những vị chư thiên sống trong mặt trăng. Như vậy là trên mặt trăng có những vị thiên chúng mà chúng ta không thấy được. Chứ những người mà người thường mình lên đó mình chỉ thấy là có mặt trăng, có đất, có đá là sỏi, là không thấy được những vị chư thiên sống ở đó. Như vậy trên mặt trăng vẫn có chúng sanh, trong đó nhưng mà những vị này thuộc về quá sanh chứ không phải là hai sanh, thành ra mắt thường mình không thấy được. Họ thuộc về
sắc tế, mắt thường mình không thấy được. À, đó là những vị chư thiên sống trong mặt trăng. Đó, thì đó, giờ thiên chúng, chú Cụi đó. Chú Cụi thì có cô Hằng. Chú Cụi gặp cô Hằng đó. Rồi, số 8. Surya Đề Quá Bút Ta Đề Quá Tà. Sống trong mặt trời. À, trong mặt trời cũng có thiên chúng. Đó là những vị chư thiên này. Vừa trên mặt trời mà sống, mặt trời nó nóng, mình nghĩ tới đó thấy dễ sợ, mà vẫn có chư thiên những vị nó với cái ngoại lực thần lực họ sống tỉnh bơ không sao. À, rồi chúng ta đọc kinh này thấy là những vị có thần thông mà tay lên rờ mặt trời rờ mặt trăng vẫn không sao, thường là cái ngoại lực thần lực họ có thể sống trên những này đó. Đó là tám cái vị chư thiên. À, tám vị chư thiên mà mình học mình dưới quyền mấy vị kia ha, như là được bốn vị thiên vương cai quản và những tám vị này là dưới quyền ông kia, giống như là tổng thống rồi mấy ông kia là bộ trưởng này cái này ha, là hoặc là thống đốc tiểu bang này thống đốc tiểu bang kia, có tám vị như vậy. Được chưa? Chép xong chưa? Phải không? Rồi xuống dòng đi chữ in luôn ha. Tứ Thiên Vương, tức là cõi Tứ Thiên Vương đó. Tứ Thiên Vương có ba nhóm thiên nhân. Tứ Thiên Vương có ba nhóm thiên nhân. Vì này lúc này rồi đó là ba nhóm thiên nhân. Một Phum Mắt Tha Đề Quá Tà, chư thiên ở địa cầu thấy không, gì đọc được không? Phum Mắt Tha Đề Quá Tà, chư thiên ở địa cầu, tức là vị chư thiên sống trên mặt đất nữa, hoặc là kêu là địa chư thiên, địa thiên, những vị sống trên núi non sông ngồi nhà cửa đền tháp đình miếu lòng đất hay dưới biển. À, những vị sống như vậy đó, những vị này không có những cái nhà riêng, không có lâu đài riêng, tức là không có biệt thự, không có, không phải đại gia, mà là không có lâu đài. À, những vị này sống núi non sông ngòi đền tháp đình miếu đó, thành ra người dân ta hay đến đó để cúng, để mà thờ lại những vị đó, lập miếu làm đồ để thờ đó. Thì người ta tin là có những vị thần đó. Thì thật sự có những vị chư thiên nó sống ở đây vòng vòng đó, núi non sông ngòi nhà cửa đền tháp đình miếu được nghe không? Những vị đó lấy cái đó làm cái chỗ trú ngụ, họ không có một cái lâu đài riêng cho họ. Đó là cái nhóm chư thiên, thiên nhân thứ nhất là chư thiên ở địa cầu. Rồi số 2 là Rút Khắp Tha Đề Quá Tà. Rút Khắp Tha Đề Quá Tà, à, những vị chư thiên này là thọ chư thiên, là những vị sống trên cây. À, có hai loại chư thiên sống cây. Loại thứ nhất là có cung điện trên cây, là trên cây họ có cung điện riêng họ, cũng sống trên cây nhưng là họ có cung điện. Rồi loại một loại cũng sống trên cây nhưng mà không có cung điện. Là có hai loại. Loại sống trên cây thì có cung điện ở đàng hoàng. Còn loại mà cũng sống trên cây nhưng mà không có cung điện. Đây là do phước riêng của mọi người không? Người sanh ra có phước đầy đủ này kia, này, có được nhà cửa lâu đài này kia, còn có người thì cũng sống giống như mình sống trên trái địa cầu như vậy. Có người thì sanh ra được sống trong nhung lụa nhà lầu xe hơi đủ thứ, còn có người sanh ra thì đắp chiếu này kia, ăn nghèo khổ đủ thứ. Không có, thì chư thiên cũng vậy, sống trên thọ thần, thọ thì chư thiên thì cũng có loại sống có được cung điện được đàng hoàng, còn có loại thì không có.
là loại thứ hai, rút các thanh đề của ta. Rồi loại thứ ba, a ca sát tát thanh đề của ta, là những chư thiên sống trong hư không, hay là không cư thiên sống trong hư không. Và những loại này đều có cung điện riêng, ở trên nằm cung điện trên không trung, đều có cung điện riêng. Các chư thiên này có cung điện riêng, sống trên các tinh tú cũng có, là mặt trăng mặt trời cũng có. Những cái lâu đài của họ nó được cấu tạo bằng những cái đồ quý, những vật quý ha, vàng bạc châu báu, do cái phước sanh, những cái này là đều do phước sanh đó. Cho nên chúng ta thấy thế gian mình, trời đất mình có những người có vàng bạc châu báu này kia rất là giàu sang, họ có phước thì họ tự nhiên họ có được những cái đó. Và những cái chúng sanh này, những cái lâu đài này, nó di chuyển, nó đi gì, nó chuyển động, nó di chuyển quanh núi tu di đó. Cho nên đó được gọi là những vị chư thiên sống trong hư không, bởi vì nó trên hư không mà nó bay vòng 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 vòng. Rất tiếc là không biết làm cách nào để mình có thể thấy được những vị này, thấy được vui. là ba nhà ba giống thiên nhân. Thật chưa? Bữa nào quý vị đi tới mấy chỗ cội cây gì đó, vô trong rừng ha, tới cội cây này kia, nhất là mấy bà vô mấy cội cây ngồi đó xếp bằng xuống ha, cái bắt đầu mới đọc kinh thỉnh chư thiên, đọc thỉnh chư thiên, thỉnh chư thiên tới rồi thì mình ngồi vào cây lát cái thỉnh, lát cái mình đụng kinh Bali này, đọc lát cái gì quý vị thấy mấy ổng xuất hiện à, ổng hiện ra ổng khều 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 thì chắc lúc đó thấy được à. Bữa nào cô Quỳnh, cô Nguyễn, Nguyễn Như đi ra rừng kiếm gọi cây nào thử rồi đó. Mình đọc thỉnh, đọc thỉnh chư thiên xuống sắc ghê ga mê, đọc cho đúng Bali đàng hoàng, đọc chậm rãi và tưởng niệm thỉnh xuống, thỉnh mới hiện ra hiện ra cái khều này mình thấy được cái gì đâu dễ à, con cái mình dám hay không dám ra ai không. Đó, chúng tôi nghe nói ông sư gì, như sư Ngô Đạo phải, lúc ông còn đi đâu, đi với ba ông đi lên Đà Lạt, xưa lâu rồi, lâu lắm rồi, mà không biết cái chuyện hư thật ra sao, mà về nghe mấy ông kể lại, ba ông đi lên Đà Lạt, thì có chỗ mà Lâm Đồng, hình như nó có một cái miễu, nghe nó cũng linh lắm cái gì, cũng có... đồ là có ma có thần rồi dữ lắm đó, nhưng mà cái ông Sư Ngộ Đạo không tin, ông làm gì có sợ gì. Lên đó ở không có thèm ở chùa, lên tuốt lên chỗ cái chỗ mà linh hiển nhất lên nó tối ngủ đó thì ba ông rủ nhau rồi đó làm ngủ tối đang ngủ nghe cái bác cái lòng còn lòng cái bác dở lên dở xuống, cái bác kêu cốc 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 cốc, mấy ông kia giật mình thấy cái bác lắc quăng lại, lắc quăng lại quảng ngộ ông bác dòng mất ba ông bác dòng mất tiêu, mấy lòng nói ngon lắm thấy cái bác lòng lòng luôn ba ông bác dọn mất. Cái nói thầy chùa đó, hồi xưa tôi nói thầy mình nhắc ma đi, nhắc ma thầy chùa, nhưng mà thiệt sự thầy chùa sợ ma nhất chứ gì. Mấy ông thầy chùa sợ ma dữ lắm, nói mà đi tu tối sợ ma lắm. Hồi xưa hồi giữa năm 80 chín mấy mấy năm 80 81 lên chỗ Phước Sơn, giờ mình đó thiền viện Phước Sơn, điều hiu hút gió buồn cái mà tối á, chừng 8-9 giờ là đưa bàn tay ra không thấy á, đưa bàn tay ra nhìn không thấy, muốn đi ra ngoài chỗ cái, nó có cái hồi đó nó có cái
đá mà cái đá tròn tròn để đó, đó. Đòi đó đúng rồi, rõ ràng nó có cái chỗ cái tảng đá để cho ông sư vậy cũng hay đó lắm, ngồi thiền lắm. Tối rồi tính ra nó ngồi ra đứng nhìn thấy ớn này. À, nhìn thấy mình con nhũng lì lắm rồi, nhìn thấy cái đêm vắng mà tiếng con này con kia nó kêu gió thổi lạnh sợ rồi thôi cốc giấc ăn đuổi lại khiêu khiêu cái thiền đâu thấy thấy lòng mà nó tới là chắc chắn luôn rồi, thấy gọi gì ghê lắm rồi, chứ không phải giỡn đâu. Cái nào ai muốn trải nghiệm thử tìm chùa vắng vắng, mấy chùa nào còn vắng, giờ chùa giờ đông rồi, giờ Phước Sơn giờ thôi giống như cái chợ rồi, Phước Sơn giờ ngập tràn cái này đầy. Hồi xưa vui hơn, hồi xưa Phước Sơn vui lắm, hồi xưa vắng quá mẹ cóc vui, giờ thành cái làng luôn rồi thành cái khu giống như cái gì đó, khu phố này, khu phố Phước Sơn này. Ở ngoài là chợ búa tùm lum tà la à, ghê lắm à, sợ thích nghe ai vậy, sợ lắm thích nghe lắm, tò mò nếu vậy mình tò mò muốn biết nghe rồi không rồi. Rồi, tiếp theo là Á Thần, tức là học tới nhóm Á Thần. Á Thần, rồi cũng là chư thiên á, như vị thiên mà thuộc về Á Thần, thiên loại thấp á. À, thuộc giới hạ đẳng thiên, thuộc giới hạ đẳng thiên. Có tánh tình hung bạo, có tánh tình hung bạo, thuộc giới hạ đẳng thiên, có tánh tình hung bạo. Rồi, có bốn nhóm, hai chấm, có bốn nhóm. Dòng nhóm 1, nhóm 1 ở này, dắt khô hay là dắt khí ni, nhóm 1 dắt khô hay dắt khí ni, tức là giả xoa nam hay là giả xoa nữ, giả xoa nam hay là giả xoa nữ. Nhóm 1 dắt khô, dắt cái này, dắt sang nam, dắt sang nữ. Rồi, đúng không? Có hai loại. À, nhóm này, nhóm 1 rồi đó, có hai loại. Dòng A nhỏ, có dung sắc thù thắng. Sáng, có dung sắc thù thắng chói sáng. Ừ, có tên là Đê Quá Dắt Khát, có dung sắc thù thắng chói sáng, có tên là Đê Quá Dắt Khát. Thiên thần giả xoa, à, thiên thần giả xoa, thiên thần giả xoa là nhóm này cũng gặp dễ nè quý vị, à, cũng gần loài người này. Thấp thấp xuống nè, loại nhưng mà loại này đẹp nè, loại này có dung sắc tốt đẹp, à, gặp giả xoa nữ này thôi mấy ông mày chết luôn, dung sắc chói sáng nè, thiên thần giả xoa.
thứ nhất, loại A. Rồi loại B, B, B nhỏ. Bên bài 6 lần này, bài bài nè. Bài bài là B đó. Bài bài là B, là B là hình hài, là hình hình dạng dung hung tợn, xấu xí. Hình dạng hung tợn, xấu xí. Dạng hung tợn xấu xí có tên là đây, tên là đây đi rắc cha nó rất khá. Bỏ cái dấu chữ A vô lại nha, bỏ dấu chữ A cho nó ngay ngắn là đàng hoàng, bỏ không được. Đi rắc cha nó rất khá bàn xanh giả xoa. Tôi đặt cái tên là bàn xanh giả xoa bởi vì xấu, xấu xí. Là thực sự nó là chư thiên chứ nó không phải là quỷ nha quý vị, tại hình dạng xấu xí thiệt hà đắng bạn xem ra sao. Dạng quỷ sứ tức là dạng này đó, dạng quỷ sứ luôn muốn hành hạ chúng sanh. À, người kêu nó là quỷ sứ, là quỷ sứ. Dạng quỷ sứ luôn muốn hành hạ chúng sanh. Bảy quá hiện quỷ sứ xuống địa ngục trừng trị tội nhân. Quá hiện quỷ sứ xuống địa ngục trừng trị tội nhân. Bảy vậy nghe, khi muốn ăn thịt chúng biến thành quạ hay chó khổng lồ. À, khi muốn ăn thịt thì chúng biến thành quạ hay chó khổng lồ. À, tức là mình coi mấy bức tranh hay thấy có những con quạ khổng lồ hoặc là những chó rượt cắn mấy người ở địa ngục á, à, cắn xé rồi. À, thì như này nó khùng lên thì nó biến thành những cái loài này, tại nó cắn mấy người tội nhân đó. À, thì những cái loại này, chư thiên này thuộc về bàn xanh giả so, à, tí rách cha nó rất khác thì nó dữ lắm, loại này dữ. À, nó thể hiện hình để mà nó xuống dưới địa ngục nó quậy vậy đó. À, thật ra nhóm á thần này là nhóm một là loại giả so, có thì là so này phân làm hai. Chúng ta thấy loại thì đẹp ha, thiên thần giả so đẹp, còn lại thì xấu xí dữ tợn xuống muốn hành hạ chúng sanh ha. À, nhóm một rồi bây giờ tới nhóm hai. Nhóm hai ganh thấp bồ hay ganh thấp bi là càng thấp bà nam hay là càng thấp bà nữ, càng thấp bà nam hay càng thấp bà nữ. Nhóm hai này cho chúng ta biết là có loại chư thiên được gọi là càng thất bà và ganh thất bá này, phân ra làm hai là cũng có giống nam giống nữ ha. Cũng có chư thiên càng thất bà nam hay là chư thiên càng thất bà nữ, cũng có nam nữ đầy đủ ha. À, ghi là chư thiên sống, chư thiên sống giữa cây cối
có hương và có mùi hương. Chư thiên sống giữa cây cối có hương. Đời sống gắn liền với cây mà họ cư ngụ. Đời sống gắn liền với cây mà họ cư ngụ. Và chư thiên này sống dựa trên những cái cây cối, mà cây mà nó có mùi hương, cây thơm, giống như cây gỗ đàn hương, hay là cây những cái cây nào mà chúng ta thấy là nó toát ra mùi hương đó, thì những vị chư thiên này sống đó. À, cây hương, cây tràm, cây đúng rồi, cây tràm rồi cái gì đó thơm, những cây nào thơm. À, thì những vị chư thiên ganh thấp bá này họ lương đó là sống. À, thì ra mà quý vị đừng phá mấy cây này ha. Đó, cái đốn cái này cũng mệt lắm. À, kìa, nghe sư phụ chánh đó, ông cho người ông tính đốn cái cây đó, đốn cái cây gì đó trước chùa, chưa kịp đốn rồi bị nhát ảo thanh tăng, nhát ảo thanh tăng. Rồi đó là chư thiên sống đó ha. Rồi xuống dòng gặp giọng thì ai đốn đem về nhà, ai đốn đem về, đem đốn cái cây đem về mà làm nhà, hay chấm 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 chấm, đốn đem về làm nhà, làm bàn, làm tủ, làm ghế đó, thì họ sẽ đi theo, không chịu bỏ đi. À, là chư thiên này là ai mà đốn về nhà để làm này làm kia thì những chư thiên sẽ đi theo tới nhà luôn, về nhà luôn ở đó. Không chịu bỏ đi. À, đốn nó đem về, mình đốn mình đem về mình làm nhà, làm cửa, hoặc là mình làm bàn ghế tủ, họ sẽ đi theo đó, họ không chịu bỏ đi, họ bám theo cái cây họ sống. Rồi xuống dòng mình ghi là họ hiện hình xui khiến cho bị tai ương hoạn nạn. Hiện hình xui khiến cho bị tai ương hoạn nạn, chấm chấm phá sản, chấm chấm chấm. À, tức là những vì cảnh thấp ba này họ theo họ phá, khi mình đốn thì họ sẽ hiện hình về họ hiện hình nó phá mình, nó làm cho mình bị đủ thứ chuyện xui xẻo. Thật ra nhiều người không biết gì là phải để cúng kiến đủ thứ chuyện, muốn thầy rước là ép bùa đủ thứ đó, thì thực sự là tại mình. À, mình muốn xây nhà xây cửa mình cho đốn cây đem về em làm. À, thì mình sẽ bị những hậu quả như vậy. Rồi, loại tràng thất bà này cho chúng ta biết có 10 loại. Có 10 loại. Đây, chúng ta copy luôn cho vậy nè. Có 10 loại. À, 10 loại là tràng thất bà hay là hương mộc thần á. Bây giờ là hương mộc thần. Các vị này còn được gọi là cách thái giặc khá và mọc và xoa, nhiều tên đó, nhiều tên gọi. À, thì cho chúng ta cái bản liệt kê là có được 10 loại như vậy. Loại thứ nhất là mua lá ganh thấp bá càng thất bà xanh trong rễ cây. Loại thứ hai là canh đá ganh thấp bá càng thất bà sống trong gốc cây, rồi trong lõi cây, trong giác cây, trong vỏ ngoài, trong nước thơm, trong lá cây, trong hoa, trong bông, trong quả trái cây, vân vân. Đó là 10 loại sống như vậy, được gọi là bà hương mộc thần. Đó là 10 loại. Bây giờ ghi lại vô sổ làm tư liệu cho nó biết ha, muốn đừng có đi phá người ta ha. Gặp mấy cây hương thơm, mới nhất là mấy cô thấy mấy cây có bông hoa đẹp bẻ lấy này không, là theo về tới nơi luôn á.
nên biết là những vị này quá sanh nhé quý vị. Thành ra nó sống bất kỳ chỗ nào cũng vẫn sống được. Muốn lớn cũng được, muốn nhỏ cũng được. Cái thân hình là họ vi tế chứ không phải là như mình. Như mình là phải có một cái mặt bằng đàng hoàng, có cái chỗ nào rộng rãi mới đứng mới trụ được. Còn những vị chư thiên thì chỉ cần lá cây không có thể sống được. Vỏ cây, giác cây, rễ cây họ không sống được hết. Họ nương cái nào họ sống được đó. Rồi trong 10 cái loại này đó, 10 cái loại này nó có một loại càng thất bà khác. Họ cũng sống trên cây vậy đó, nhưng mà khi mà cây bị đốn đó, thì họ không có bám theo, họ bỏ đi nơi khác. Còn 10 cái loại này á, nó đi theo á. 10 cái càng thất bà này, cái thể mà mình đốn cây của họ là mình phá đó, thì họ sẽ đi theo, cái gỗ cây đó đem về. Có một cái loại khác ngoài 10 loại này đó thì không đi theo, bỏ đi nơi khác thôi. Nếu mình gặp vào cái loại mà không bám theo thì đỡ, còn gặp cái loại bám theo là đi theo về tới nhà luôn. Cái cây đem tới đâu là đi theo đó. Cái đó mới là cái mệt ha. Đó là chúng ta để ý 10 loại này. Rồi có một số cái gan thấp bá này đó, kiếp trước là nữ nhân. Nữ nhân, nếu mà kiếp trước họ làm nữ nhân, họ sanh làm những loại này đó, thì những cái loại mà nữ nhân như này mà sanh làm những càng thất bà đó, những vị chư thiên càng thất bà đó, thì họ thích dựa vô thân phụ nữ. Thế là họ thích dựa thân phụ nữ, tức là họ phải là nhập vô những người nữ, hoặc là những người nữ mà trực tiếp mà mang thân người nữ rồi họ nhập vô luôn, nhập vô người nữ là xấu. Cho nên khi mà trực tiếp sanh thẳng vào thân người nữ đó thì được gọi là vô ghi ni, được gọi là vô ghi ni. Vô ghi ni tức là những cái vị càng thất bà đó, cái trước người nữ sanh vô làm những người này là thích dựa vào những người nữ khác. Ví dụ như là thấy Nguyên Như, Nguyên Trang, Cầu Nguyễn đẹp, dễ thương ha, quan ha, thì mấy cái này nhập vô nhập vô chơi cho vui. Thì gọi là vô ghi ni, hay người ta kêu là quỷ ma ám. Người đời mình biết mình kêu nhỏ này bị ma nhập, ma ám vậy đó. Đó thật sự là cảnh sát ba. Nó là kiếp trước là nữ nhân á, sanh là những vị gạt qua đây đó. Rồi xuống dòng có hai trường hợp dựa chấm, tức là dựa là mình dùng chữ dựa tức là nhập á, có hai trường hợp dựa hai chấm. Giữa A nhỏ nương gá ngay từ trong bụng mẹ, nương gá ngay từ trong bụng mẹ, tức là trường hợp khi người mẹ có bầu, có bầu ra nó trong bụng mẹ đó. Thời gian này nó bé bắt đầu nó lớn hay sao đó thì cái loại vô ghi đi này nó nhập vô nó nương gá đó. Cái này cũng ghê quá, cái này cũng sợ có gì ông quan trái gì đó. Ngay trong bụng mẹ nương gá luôn lên là loại thứ nhất. Cái thứ hai là B, là khi trưởng thành, là khi sanh ra rồi là người nữ lớn lên trưởng thành thì nhập vô người nữ. Mà để từ từ nhập người nữ như vậy, người nam nó chê nó nhập nhập người nữ. Đa số thì thường thường thấy là bị nhập người nữ, bị nhập nhiều nên mới lạ. Rồi xuống dòng ha, mình ghi đánh dấu lắm cái hòa thị ha. Người bị dựa có thể sai khiến, người bị dựa có thể sai khiến
vô cái ni này đi quấy phá những người khác mà họ ghét. Đó, thì bị dựa nhập vô đó để đi quấy phá những ai mà họ ghét. À, nhưng mà cũng phải có cơ hội thích hợp mới được nha, chứ không phải là muốn làm gì làm. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là ban đêm á, thì cái thân người bị dựa đó nó có tỏa ra một cái ánh sáng khiến cho đi phá người khác. Còn ban đêm á, thì cái cách thứ hai đó là ban đêm thì thân người bị dựa đó, nó tỏa ra một chút ánh sáng đó. À, khi mà tới đêm mà đêm rằm mà đêm trăng tròn à, giữa khuya mà rời nhà mới đi tìm vật thực ăn. Ok, cái là loài này ghê, loài này ban đêm mà kiểu cái người bị dựa nó tỏa ánh sáng à, rồi khi đến trăng tròn giữa khuya nó đi tìm vật thực ăn à, do cái Gatapa này suối đó à, suối đó. Có tên riêng của nó là Chunha. À, từ bạn đêm cái người bị nhập, cái cô mà bị nhập nó tỏa ra chút ánh sáng rồi ban đêm rồi, khi mà đến mà ngày rằm trăng tròn à, đúng là Chunha, Chunha đó, cái quyền đó à, rồi ban đêm khuya đi mò đi tìm đồ ăn ăn, không biết ăn gì cái gì ha, Chunha không biết ăn gì, đêm đi ăn gì trời. Người nữ cũng phải cẩn thận nha, mình là nữ nhân mình phải cẩn thận để phải có sinh quy tam bảo, có giới rồi đàng hoàng ha. Cẩn thận để chúng tôi nhất là phải có tâm quy đầy đủ, tam bảo đầy đủ chúng tôi nhập á. Ai yếu yếu bán vía à. Thì ăn dơ thì sát chết hả, đi mới ăn đồ dơ đồ thối rồi ghê quá, mấy loại này ghê quá. Mấy nhất là mấy cái vùng mà xa hẻo lánh như vậy, về những cái nơi vắng vẻ à, điều hiu nữa à, gió mát trăng thanh rồi nghe mấy nơi à, sông nước vắng vẻ ít có người ở, thường thường hay có những cái loại này, cái loại này hay là làm những việc này à, như thành phố thì chẳng hiếm, thành phố ít, thành phố đông quá quậy quá mà cô không chịu ở được. Rồi đó là nhóm hai ha, rồi giờ mình tới nhóm số ba. Số 3. Cung phần đã đề quá tà là sát, cung phần đã đề quá tà là sát, đây còn gọi là cái chữ là sát rất khách xá. Là sát, chữ là sát là vậy đây nè, rất khách xá là sát. Bà là sát đó, ai mấy cô bà nào giữ 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 kêu là bà là sát. Không biết đây có ai có được biệt danh đó chưa, có cô nào biệt danh đó chưa, bà là sát chưa? Châu hay là Như hay là Hà có ai được mang danh là lá sát chưa? Ăn hiếp chồng quá chắc có chứ. Ăn hiếp chồng nhiều chắc có. Sư tử Hà Long cũng là sư phụ của bà Lá Sát luôn. Ok. Rồi
Ngài là giống La Sát này, là La Sát định nghĩa là ác thần, bụng to, mắt lồi, trong mắt đỏ, nên kêu là La Sát là những loại đó. Ác thần, bụng to, mắt lồi, trong mắt đỏ, kêu là La Sát. Và những ông thần là bụng bự, mắt đỏ kia. Hình như cái này là mình thấy mấy bên Tàu, mấy cái chùa này nó có, không vậy? Bây giờ mình nhớ hình như có mấy ông thần đứng trước cửa, mắt lồi nó đỏ, bụng bự. Kêu là mấy ông La Sát. Rồi, trú xứ hai chấm, có hai chỗ, cõi người và địa ngục. Trú xứ có hai chỗ, cõi người và địa ngục. Phận sự hai chấm, phận sự hai chấm, trông coi gìn giữ núi rừng, trông coi gìn giữ núi rừng, ao hồ, trông coi gìn giữ núi rừng, ao hồ, sông ngòi, bảo châu, núi rừng, ao hồ, sông ngòi, bảo châu, đền tháp, bảo châu, đền tháp, cùng các loại cây có hoa thơm và hương mộc, cùng các loại cây có hoa thơm và hương mộc, cùng các loại cây có hoa thơm và hương mộc. Dòng. Có mani cực quý ở dưới đáy núi Quê Buôn Lá, ở dưới đáy núi Quê Buôn Lá, tức là cái chỗ mấy ông La Sát nở đó, dưới đáy núi có cái mấy cái mani cực quý Quê Buôn Lá, thuộc thành Ra Chắc Gá Há. Ra Chắc Gá Há, bỏ cái chữ giáo quyền lên chữ A giùm nha. Ra Chắc Gá Há, đúng rồi. À, cho khu vực có cái mani cực quý ở dưới đáy núi Quê Buôn Lá thuộc thành Ra Chắc Gá Há, ai vào khu vực này sẽ bị ăn thịt, ai vào khu vực này sẽ bị ăn thịt. Cái này là những vị La Sát ở trên cõi người ha, ở cái khu vực trên cõi người. Rồi, La Sát dưới địa ngục biến dạng thành kênh kênh, quả, chó dữ, vân vân vân. La Sát dưới địa ngục biến thành kênh kênh, quả, chó dữ. Thank you.
Rồi, nếu mà ở cõi người thì những loại la sát này làm bằng sự là gìn giữ cái non sông hồ đền tháp ha, các loại cây hương thơm này kia đó, ta có phận sự ta gìn giữ những cái chỗ đó. À, còn ở dưới địa ngục thì nó thành những cái loài kia, nó biến qua thành những cái loài dữ để nó trừng phạt những chúng sanh ở địa ngục đó, là nhóm dạ, la sát như vậy. Rồi mình đi nhóm cuối cùng là nhóm 4. Nhóm 4 Nago hay là Nagi, tức là loài rồng, rồng đực, rồng cái vậy đó. Nha, Nago, Nagi, loài rồng. Rồi. Có hai chủng loại, có hai chủng loại. Đó, có hai chủng loại đó. Chữ kia sao nó nhảy gì vô? Vasunathara, bỏ chữ B sao đây, chữ B đâu nhảy giọt vô. Vasunathara. B là phum má đề quá. Quá sư nát thá ra, phum má đề quá. Có hai chủng loại rồng. Rồi, trú xứ, hai chấm. Trú xứ hai chấm. Trong lòng đất hay dưới đáy núi, trong lòng đất hay dưới đáy núi được gọi là, trong lòng đất hay dưới đáy núi được gọi là này, bát tha quỳ đề quá ta. À, trú xứ trong lòng đất hay dưới đáy núi được gọi là bát tha quỳ đề quá ta. Cái trú xứ của những cái loại này ha. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng. Khi sống dưới lòng đất, khi sống dưới lòng đất, chúng đùa giỡn làm cho mặt đất rung chuyển. Khi sống dưới lòng đất, chúng đùa giỡn làm cho mặt đất rung chuyển. Chấm. Là những cái loài mà rồng nó khi mà nó chui, nó ở dưới mặt đất, nó chui dưới đất, nó sống nó quậy làm cho đất rung chuyển. Là nguyên nhân tại sao đất, cái trái đất bị rung chuyển là một lý do, cũng là một lý do. Còn lý do mà bị rung chuyển theo kiểu mà đất nước lửa gió mất quân bình lại là một cái rung chuyển khác. Cho nên chúng ta phải biết cái gì đó phải là do cái này không. Nhiều khi là do hoạt động đất thì nó làm đất rung chuyển. Còn hoặc là khi mấy âm thần này nó không vậy thì đất cũng bị rung chuyển. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng. Chúng cũng thích đi chơi trên mặt đất. Chúng cũng thích đi chơi trên mặt đất. Chúng cũng thích đi chơi trên mặt đất. Hóa thành dạng cọp, sư tử, chó. Thành dạng cọp, quá thành dáng cọp, sư tử, chó, chấm chấm chấm. Nhưng đôi khi chúng vẫn giữ nguyên tướng rồng. Nhưng đôi khi chúng vẫn giữ nguyên tướng rồng. Tức là những cái loài này nó cũng
rồng này nó cũng thích đi trên mặt đất quý vị, nó cũng dẫn đi lên mặt đất à, khi ở trên mặt đất nó quá thành cọp hay sư tử giả là những cái loại đó à, nhưng mà đôi khi nó vẫn giữ nguyên tướng, tướng của rồng của nó là rồng mà vẫn giữ nguyên tướng à, cho nên chúng ta nhiều khi mình tưởng nó là cọp là sư tử nhưng mà nó là rồng, nó quá nó biến quá à, nhiều khi nó biến thành rồng thiệt mà cũng mệt lắm đó. À, rồi dòng gạch là dòng cái nữa, chúng cũng thích hành hạ chúng sanh, chúng cũng thích hành hạ chúng sanh như già xoa, cũng giống như già xoa đó. Chúng cũng thích hành hạ chúng sanh như già xoa để thỏa mãn giả tánh. Chúng cũng thích hành hạ chúng sanh như già xoa để thỏa mãn giả tánh. Phải chúng xuống địa ngục, chúng xuống địa ngục hóa thành quỷ sứ cho giữ kênh kênh để hành tội nhân, để hành tội nạn nhân cho rõ ha. Chúng cũng xuống địa ngục hóa thành quỷ sứ cho giữ kênh kênh để hành tội nạn nhân. Ghê quá, mấy loài này nó dữ quá. Nhiều khi mình thấy có những con người sanh ra cũng làm người ha, nhưng mà họ để hành tội nạn nhân, để hành tội nạn nhân, họ sanh làm người mà họ rất là dữ, họ sanh ra tánh dữ, họ có thể là giết người mà không chớp mắt, giết người máu lạnh. Nhưng mà thì chắc kiếp trước họ cũng là những loài này sanh lên làm người lại, những loài rồng và so này. Tánh tình còn dư sót dữ, cái giả tánh còn rất là dữ đó là thấy rồi. Rồi như vậy là mình học người tới cõi số 4 ha. Rồi kết hai chấm cõi tứ thiên vương, kết hai chấm cõi tứ thiên vương chí kêu qua bự lên. Có bốn vị thiên vương, có bốn vị thiên vương xuống dòng các vị thần chấm 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 có bốn vị thiên vương xuống dòng các vị thần chấm 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 dạ xoa dòng dạ xoa càng thất bà là sát là sát. Rồi gặp đầu dòng cái bông đầu dòng ha. Tứ thiên vương đóng vai trò lãnh đạo, tứ thiên vương đóng vai trò lãnh đạo cai quản các vị thần, tứ thiên vương đóng vai trò lãnh đạo cai quản các vị thần, không để cho quậy phá, không để cho quậy phá, sống phóng túng gây hại người khác. Tứ thiên vương đóng vai trò lãnh đạo cai quản các vị thần, không để cho quậy phá, sống phóng túng
gây hại người khác. Tức là phải nhờ có bốn vị thiên vương đó mà lãnh đạo mấy cái nhóm mà dạ so càng phát bà bị thần ác thần la sát là kiểm soát cai trị như vậy, là kiểm soát mấy ổng như thôi, mấy ổng quậy quậy theo cái bản tánh là giả tánh là mệt luôn, là thế giới này là tiêu luôn, thì phải có những người cai quản đó. Như vị thiên vương là làm những nhiệm vụ đó, cai quản những vị thần đó, ông nào làm bậy là bắt về hết. Cũng nhờ vậy mà thế giới nó cũng không có đến nỗi như thế nào như điên loạn ha. Rồi xuống dòng đánh cái bông đầu dòng nữa. Nhớ tưởng niệm đến các vị tứ thiên vương. Nhớ tưởng niệm đến các vị tứ thiên vương. Nhớ tưởng niệm đến các vị tứ thiên vương. Bạn sẽ được bình an và được hộ trì. Nhớ tưởng niệm đến các vị tứ thiên vương, bạn sẽ được bình an và được hộ trì. Tức là khi mình làm việc phước thiện gì đó trong xưa, mình nhớ hồi hướng đến cho các vị tứ thiên vương, và những vị này là những vị mà hộ thần hộ trì cái quả địa cầu, hộ trì trái đất nha. Thật ra chúng ta nhớ hồi hướng đến các vị đó, nó sẽ hộ trì cho mình được bình an, có việc gì họ, nếu sắp có chuyện gì những vị tứ thiên vương sẽ nhắc nhở mình, báo trước cho mình biết nha. Do nhờ mình có những phước báo mình hồi hướng cho những vị đó, đó là những cách mà để mà mình thương tưởng, mình có hồi hướng đến chư thiên, chư thiên sẽ thương tưởng với chúng mình. Cho nên chúng ta phải thường nhớ như vậy để tránh qua khỏi những cái đại nạn. Đó là cái lời cuối mà trong cái tứ thiên vương này được nhắc nhở đến, là chúng ta cần phải luôn nhớ tưởng niệm đến các vị thiên vương để các vị ít những cái cõi khác tiếp theo. Vậy hôm nay là cũng đúng hơi lố giờ xíu ha, nhưng mà cũng vừa phải. Cầu mong do phước báo này, nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu sạch đẹp vui sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thầy. Dạ nam mô Bụt Thầy, nam mô Tham Ma Dạ, nam mô Sa Khả Dạ. Rồi xin mời MC. Dạ, sa thú lành thai. Nhục Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung thanh kính tri ân Quỳnh Kinh rất là nhiều đã giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nhất là Quỳnh dạy rất là chậm, dạ, để có thể ghi bài kịp và cũng thể hiểu bài. Và dạ, một lần nữa kính cảm ơn Quỳnh rất là nhiều. Dạ, học bài này thì mình sẽ thấy được lời Đức Phật nói không gì sai hết. Nên rất là tri ân Quỳnh. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Dạ, con cung thỉnh đại đức Pháp Trang, sau khi chúng con sám hối, chúng con cung thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng ạ. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi chính pháp ạ. Uất tam ăn ghê na quản đê hăng ba đà phẳng xâm và ruột tam ăn bột hệ dơ khả lì tẩu đô sơ bột thơ khả mạch tù tăng mà măng. Còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đặng chi tôn chỉ thánh ca tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cuối sinh Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tà mạng ghê nà quạnh đê hăng thẩm manh cho đức quý thân quà răng thẩm mê vô khá li tô độ sâu thẩm mô khả mạch tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quạnh đê hăng sẵn khanh cha đưa quy thọ tam ăn sẵn khê dơ khá lý tổ đô sơ sẵn khô khăm mạch tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Dạ chúng con, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Trang
từ bi phúc chúc cho đạo tràng chúng con để tròn đủ phước báo ạ. Dạ, chúng con xin cung thỉnh đại đức Pháp Trang. Dạ, sư có trước mái không? Sư cho con xin một tín hiệu bạch sư. Dạ, quý vị có thấy tín hiệu của đạo tràng không? Cho Nhược Quỳnh xin một tín hiệu qua. Alo, alo. Dạ, quý vị có thấy tín hiệu của đại đức Pháp Trang không quý vị? Cảm ơn Sài Gòn, cảm ơn Thiện Vũ. Dạ, nhưng mà quan trọng là có thấy được tín hiệu của sư không? Tại máy Nhược Quỳnh nãy giờ nó cũng có vấn đề. Nên Nhược Quỳnh sợ, chà, vậy là sư không có trước máy rồi. Dạ, Quỳnh Kinh đã chúc phúc. Và bây giờ Nhược Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhược Quỳnh hồi hướng quả phước. Dạ, hồi hướng quả phước đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay. Giờ không có sư thì mình tự, dạ, mình tự giải quyết. Dạ, quý vị có đồng ý không? Thì cho Nhược Quỳnh một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Ya ni tha phụ ta ni samaga ni phụm ma ni quả ya ni và anh ta lít khê ta thả ga tăng đê và mà nô sư bộ chi tăng bút thăng nam ma xã na sư quát thì hô từ ya ni tha phụ ta ni samaga ta ni phụm ma ni quả ya ni và anh ta lít khê ta thả ga tăng đê và mà nô sư bộ chi tăng thẩm mang nam ma xã na sư quát thì hô từ ya ni tha phụ ta ni samaga ta ni phụm ma ni quả ya ni và anh ta lít khê ta thả ga tăng đê và mà nô sư bộ chi tăng sang khăn là mà xa là sự qua thì hô tu hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu hoặc hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng con làm lễ chư Phật là các đấng giáo chủ là được chứng quả giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lợi. Hàng phu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu hoặc hàng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà để